Chào quý vị và các bạn, Tuấn Dương đang có mặt ở trên đường Lê Lai. Kia là góc tư ngã tư Lê Lai và Nguyễn Thị Nghĩa. Kế đó là cái khách sạn New World đó. Hôm nay thì Tuấn Dương sẽ đưa quý vị và các bạn đi thăm cái khu ẩm thực cao cấp của 7 quốc gia. Khu ẩm thực cao cấp 7 quốc gia có cái tên là Downtown Food. Cái địa chỉ ở đây thì nó nằm ở lô H101 hầm Sense Market. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi xuống dưới hầm nhé. Giờ đi qua bên kia chứ. Đây, bây giờ chúng ta sẽ đi xuống Central Market nha cả nhà. Đây rất là nhiều các cái du khách nước ngoài họ sang đây họ đi chơi này. Đây ta. Đây hoa đó. Đây chúng ta đã đi xuống dưới cả nhà. Ta sẽ khám phá Downtown Food. Đây họ hướng dẫn khá là chi tiết đấy, cao lao, chu ly Việt, lao chào phút, đó, chúng ta đang đi xuống à, nhào, đi hào, đi chung tiêu. Ta sẽ đi coi mấy khu ẩm thực ở đây rất là nhiều người họ tới đây ăn uống khá là vui. Đây những vị khách nước ngoài tới đây thì thăm thú, tham quan, mua sắm à. Cái anh Tây đầu hói hết rồi. Đây là khu ẩm thực dưới lòng đất à. Downtown Food. Giờ chúng ta sẽ đi ra cái khu mà có nhiều, tức là có món ăn của 7 quốc gia à. Cái du khách Tây đi sang đây chơi à. Đây là cái khu Downtown Food đây các bạn, giảm ngay 20% miễn phí nước ngọt. Thực ra các bạn biết sao, bởi vì họ bán ế nên họ mới giảm. Ở đây thì có cái phần gì đó nó hơi xa lạ. Các cái món ăn ở đây họ bán thì chỉ từ 15.000 đồng. Thực ra nhìn thì rất là hấp dẫn. Là kỳ quan cao cấp 7 quốc gia. The Micros of International Restaurant Grand. Đó, giá rất rẻ. Ví dụ như phở bò này, chúng ta có thể ăn giá 45.000. Bún chả Hà Nội 58.000. Bánh mì thuần Việt 26.000. Xôi khao lao 15.000.
cái món là Foodie Made 159.000, lẩu thơm nìm 89.000 một phần một người ha. Cá sốt viêng trăng 169k, há cảo tôm đặc biệt 38k, và sushi tổng hợp cái loại nhỏ 199.000. Nói chung nhìn thì khá hấp dẫn ha. Họ có cả cái địa chỉ Facebook hoặc là YouTube. Đó, cái món ăn nhìn khá là hấp dẫn cả nhà. Sườn cào lào. Đây họ có trưng bày một cái xe lam bún chả Hà Nội, cơm tấm. Thực ra vào đây ngồi ăn thì cũng rất là wow. Anh Tây này anh đang dở cái gọi là sao nhỉ, dở cái menu để anh ấy coi. Thực ra tụi mình vào đây quay cho nó vui thôi, chứ còn thực sự ra mà nói ở đây thì lịch sự, nhìn đẹp, nhưng mà quay chơi em ơi. Chứ còn thực ra như tụi mình thì nếu mà ăn ngon tụi mình không vào đây, nhưng mà đi ăn chơi và vui thì tụi mình vô. Nước mía khá là nhiều món. Chúc mừng gia đình Gia Sơn, chúc mừng khai trương cô bé không biết là cô nào à. Đây rất là nhiều hot girl tới đây để ăn uống à. Rất là đông. Đây là có cái sơ đồ Sense Market Layout à. Đây, mấy anh Tây không biết người nước nào. Mấy anh Tây đen. Ôi trời ơi. Nhìn mấy anh Tây đen thì trông rất là dễ thương ha. Phở Lê Chavico. Dưới này có một cái hồ nước các bạn. Kia là có hai cô quấn khăn, không biết phải người Hồi giáo không ạ. Ta đi qua đây chút xíu. Ở đây cái cô Tây này, nhìn dáng cô rất là hấp dẫn nè. Mắt kia các loại. Đây là cái khu ẩm thực, mọi người ngồi đây ăn nè. Thì chúng ta sẽ mua, ví dụ như anh Tây có râu rồi các bạn, chúng ta sẽ mua thức ăn ở các cái quầy đó, sau đó thì ra các cái bàn phía trước mặt đây này ngồi ăn, và có một cái nhân viên chung họ sẽ ra họ dọn nè, ra thì họ sẽ dọn đồ ăn đi. Đây một cái gia đình họ đang ngồi ăn. Đây kia cũng có hai bạn ấy đang ngồi ăn nè. Còn phía đây là một hot girl. Rồi thôi, chúng ta sẽ đi vòng vòng đây xíu ạ. Ở khu này thì họ chỉ hoạt động đến 10 giờ tối, là 20
22 giờ, sau đó thì họ sẽ đóng cửa nghỉ cả nhà. Họ hoạt động đến 22 giờ. Chợ ở đây thì nói chung đồ đạc thì họ bán cũng sao nhỉ, họ bán cũng mắc, không rẻ. Món quả Hội An cuisine, bò lá lốt của bà, gừng tấm, tộn, lẩu vịt rồi cháo. Đây là nhân viên lễ tân, giống như họ thấy có những cái cô sinh viên đi làm thêm, họ thấy nhìn cái món bún hỏi thịt nướng nhìn rất là hấp dẫn các bạn nhé. Đây là món bánh hỏi quá là hấp dẫn giờ thì họ cũng chắc là họ sắp nghỉ rồi, chỉ còn hoạt động chút xíu nữa thôi. Có nhiều tiệm thì họ cũng đã đóng cửa, giờ 9:30 rồi. Ốc anh, lẩu cá, lẩu tôm, lẩu tùm lum, hải ký mì da, ốc anh, sò huyết, nghêu. Ở đây thì không thể ngon như là cái quán ốc tô được, nhưng mà vị trí ở đây thì khá là lịch sự các bạn. Đó. Có những người ngồi ăn. Đây thì họ mở nhạc đồng quê trẻ Việt này. Cô này cũng ngồi ăn, sắm lấy sắm để ha. Bán kem cuộn, rồi thôi bây giờ chúng ta sẽ sao nhỉ, chúng ta sẽ đi ra ngoài đây nhé, đi ra ngoài cho mát ạ. Tiếp có cô này, cô ấy mặc quần trông rất là buồn cười. Rồi bây giờ thì video clip của Tuấn Dương xin phép sẽ tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy đừng quên bấm nút like cho video và đăng ký kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất cập nhật về cuộc sống Sài Gòn. Xin cảm ơn các bạn và mong muốn sẽ hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những các cái video clip tiếp theo. Ở đây đang là Sense Market.